Hôm trước chúng ta đã dừng lại cái phần gọi là giới thiệu hai khái niệm và tạo ứng dụng đầu tiên với lại Bootstrap. Thì các cái phần tôi sẽ trình bày tiếp theo. Tôi xin trình bày cho các bạn để các bạn theo dõi cho nó dễ dàng ha. Thì bài hôm trước tôi đã tạo cho các bạn là nhà tôi giới thiệu tại sao chúng ta sử dụng Bootstrap ha, và cái những cái bước để chúng ta sử dụng cái thư viện Bootstrap này như thế nào ha, và các cái những cái bước ba gồm có ba bước chúng ta phải tạo ra sao ha, tôi đã hướng dẫn cho các bạn rồi. Thì tiếp theo những cái phần gồm các cái phần sau đây tôi cũng sẽ giới thiệu trong cái khóa này, đến chính là một cái phần quan trọng là hệ thống Rich trong Bootstrap mà tôi sẽ trình bày tiếp theo sau đây. Phần thứ ba thì tôi sẽ trình bày về những cái khái niệm về Clean Falcon và Jumbotron ha. Rồi tôi có trình bày một số những cái Bootstrap quan trọng, ví dụ Bootstrap Image, Bootstrap Navigation Bar và Bootstrap Carousel ha, Carousel. Thì đây là những cái quan trọng, còn những cái Bootstrap khác, ví dụ Bootstrap Button, Tag Form thì các bạn tự tìm hiểu cái phần đó ha. Và cuối cùng thì tôi có hai cái bài tập thực hành để cho các bạn thực hiện liên quan đến cái phần Bootstrap này trên cái chương Bootstrap. Thì tiếp theo chúng ta sẽ đi qua cái hệ thống grid trong Bootstrap. Đây là một cái khái niệm rất là quan trọng và chúng ta thường là chúng ta để chúng ta định dạng cái layout của chúng ta nó đi theo ha. Grid trong Bootstrap. Rồi, các bạn nhìn cái hình này, thì khi mà các bạn có một cái dự án về website, thông thường là chúng ta đưa cho cái người đồ họa là cái designer, hai cái designer. Thì thông thường cái designer để người ta design ra một cái gì các bạn, cái giao diện của website. Mà nếu những người designer mà gọi là hiểu biết về công nghệ và người ta cập nhật những kiến thức, thì người ta phải biết cách tự động chia cái màn hình Photoshop thành 12 cột nha. Các bạn đợi tôi lục một cái ví dụ mà đã làm đây, ví dụ cái trang home của chúng ta. Đây, giả sử chúng ta có một cái trang Photoshop nó giống như thế này ha, đây là cái trang designer làm, các bạn ha. Tại vì trên này tôi không cài Photoshop nên các bạn không thấy được cái 12 cột, cái mặc định. Thì cái khi người designer thiết kế ra một trang web thì designer phải tự động chia cái bố cục của chúng ta ra thành 12 cột ha, chia nó như thế này đây các bạn. Tôi sẽ vẽ để minh họa cho các bạn thấy, chúng ta phải chia. Rồi. Thì chia thành 12 cột. Ví dụ đây các bạn thấy cái chiều rộng là nó như thế này. Các bạn thấy chiều rộng là như thế này. Được chưa nào? Chúng ta chọn một cái hình. Đây đi. Đây thì thông thường là chúng ta có cái độ rộng này, người designer là biết cái độ rộng này. Thì thông thường độ rộng này để reposit nó là các bạn biết như không? 1170 hay là 1200? 1200 đó các bạn, hay là 1170 chúng ta chừa bên trái chừa bên phải gì đó để cho nó là 1170 ha. Thì người ta thông thường lấy cái kích thước là 1170 pixel đó, người ta chia ra làm 12 cột ha, tự người ta chia ra như thế này. Đây, designer phải chia hết ra các bạn ha, nó chia thành 12 cái cột giống vậy. 12 cột. Ha, 12 cột nó chia layout này cùng được xem được về. Đây các bạn, nó cứ chia 12 cột và nó cắt khoảng ra như vậy. Cứ như vậy nó chia ra cái bố cục chúng ta 12 cột, 12 cột. Thì khi mà nó chia ra 12 cột như vậy thì các bạn sẽ thấy nó như thế này. Thông thường cái phần gì các bạn, cái phần banner hay là cái phần này thì thông thường chúng ta chiếm là full width đúng không các bạn? Chiếm toàn màn hình. Toàn màn hình để cho nó đẹp đó các bạn. Đây, toàn màn hình cho nó đẹp. Toàn màn hình hết. Và các bạn thấy cái layout này chúng ta có này, có một cái demo ha, các bạn thấy này. Chúng ta chia là 12 cột và các bạn thấy phần này là full width. Full width để tôi cho các bạn thấy trước ha. Đó, các bạn thấy là nó full width, nó chiếm toàn màn hình. Thì các bạn nhớ chúng ta đã có cái khái niệm là gì các bạn, container flood đúng không nào, để chúng ta full width cho các bạn. Rồi các bạn sẽ thấy ở dưới này, là nó sụt vào rồi đúng không nào. Thì lúc này rõ ràng là chúng ta xài gì các bạn, container đúng không, chúng ta có cái div ở ngoài là container chứ không phải là container flood nữa, được chưa. Và các bạn thấy nó chia này, nó cái cách nó chia bố cục các bạn thấy ha. Ví dụ đây một nhóm, thì rõ ràng các bạn thấy có những cái cột đúng không nào, có những cái cột cố định ha. Và chúng ta nhìn được cái này, nó cũng có hai cột, một cột bên này và một cột bên này, được chưa nào. Có nghĩa là khi designer nó chia ra 12 cột như thế này, những cái chỗ nào mà chúng ta gom cột lại được với nhau thì nó gom lại ha. Ví dụ chỗ này là chúng ta chiếm bao nhiêu cột, cái này chiếm bao nhiêu cột và cái này chiếm bao nhiêu cột, tương tự đến cái này ha. Ví dụ nó chia ra, bởi vì cái này là container đó các bạn, nguyên khu này container, thì trong container đó chúng ta chia ra là bao nhiêu cột và chúng ta gom nhóm nó lại thành bấy nhiêu cột ha. Thì cứ 12 cột như vậy thì nó sẽ gom lại. Rồi bây giờ chúng ta đi đến cái bài giảng chi tiết hơn. Đây là cái phần ví dụ ha, là tôi nói là phần designer á. Designer phải chia ra, 12 cột như vậy người ta design. Sau khi người ta design xong, nếu như mà design không đúng chuẩn thì chúng ta sẽ gặp những cái vấn đề sau đây. Các bạn nhìn kỹ lại cái bài giảng của tôi nói tiếp theo.
Rồi, thì cái hệ thống grid các bạn, hệ thống grid trong bootstrap các bạn nhớ là chúng ta phải chia ra 12 cột ha, không hơn quá không hơn 12 cột nha các bạn ha, và không ít hơn 12 cột, nghĩa là chúng ta phải chia đều 12 cột. Và các bạn thấy đây, chia nó chia ra 12 cột và 12 cái span này, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, đó 12 cái cột, chúng ta phải chia đều 12 cột. Đó, khi mà chúng ta chia như vậy, giống như tôi nói trong cái layout, nếu như chỗ nào chúng ta muốn gom nó lại, nghĩa là chúng ta gom 4 cột, gom 4 cột, gom 4 cột thì chúng ta chia thành được là gì các bạn? Là thành ba cái thằng lớn, hoặc là chúng ta cũng có thể gom 4 này và hai thằng này chúng ta gom lại là thành gì các bạn? 8, hoặc là chúng ta có thể gom là 6 6, hoặc là chúng ta gom tất cả là 12. Thì tùy theo cái ứng dụng mà các bạn có thể gom, tùy theo cái web mà chúng ta có thể là để một cái phần span này thôi, còn hai cái này chúng ta gom lại, hai này gom lại, hoặc là ba cái này chúng ta gom lại, ba cái này chúng ta gom và còn cái một này chúng ta để ở bên ngoài cùng. Thì hệ thống grid view của Bootstrap nó cho phép các bạn là nó tự động chia ra cái lưới, cái giao diện web của chúng ta, cái trang web của chúng ta làm thành 12 cột. Từ cái 12 cột đó chúng ta có khả năng tự gom lại, chúng ta gom lại là chúng ta làm sao để cho nó gì các bạn, nó phù hợp với cái layout của chúng ta. Thì cái điều này nó đòi hỏi là người designer mà đưa cho các bạn cái trang web này nè, đưa cho cái trang để các bạn dàn layout này, thì người ta phải hiểu ribbon seal. Nếu như người ta không hiểu ribbon seal thì nó có một cái trường hợp như thế này các bạn. Giả sử người ta design không theo 12 cột thì chắc chắn sẽ có một số những cái block, đây gọi là một cái block các bạn, nó vi phạm, nó nghĩa là nó nằm giữa lưng chừng hàng này. Nó nằm lưng chừng hàng này. Mà khi mà nó nằm lưng chừng như vậy chúng ta dàn layout là chúng ta thua rồi. Không dàn layout được. Mà không dàn layout được rõ ràng là không đáp ứng được cái ribbon seal. Cho nên trước hết để khi mà các bạn tham gia vào một công ty hoặc là các bạn nhận những cái dự án ở bên ngoài và các bạn có một designer hay là một cái hình ảnh thì nhìn vào các bạn sẽ thấy là gì? Phải xem cái phần Photoshop là đã chia thành 12 cột hay chưa? Và cái 12 cột đó rồi trong những cái block khác người ta đã gom đúng hay chưa? Có nghĩa là gom 2, gom 3, gom 4 là gom phải đúng chứ không thể được nằm ở giữa lưng chừng, ở giữa những cái cột này không được nằm lưng chừng. Các bạn chú ý, nếu như mà nó nằm lưng chừng thì các bạn không thể dàn mà ribbon seal được. Cho nên phải đáp ứng từ sự phối hợp giữa designer và cái dàn layout các bạn. Phải đáp ứng là gì các bạn? Chia layout ra 12 cột, chia cái design ra thành 12 cột ha. Và căn cứ vào đó chúng ta sẽ thực hiện theo cái 12 cột đó, hoặc là chúng ta sẽ gom thành 4 4 4 ha, ba cái 4 4, hoặc là 4 8, hoặc là 4 4 5 gì đó, 4 5 ví dụ 9 4 5 3 chẳng hạn, thì các bạn gom lại. Cứ 12 cột này chúng ta chia ra chúng ta gom lại. Đó là hệ thống grid view, cái grid trong cái Bootstrap, một hệ thống rất là quan trọng. Thì để làm cái được cái điều này, để làm mà cái khi mà các bạn thấy những cái này như thế này, những cái cột như thế này nè, thì Bootstrap cho phép các bạn có bốn cái lớp quan trọng. Đây. Các class trong grid Bootstrap thì chúng ta có bốn cái class quan trọng. Bốn cái chúng ta xem. Thứ nhất là gì các bạn, là extreme small ha, này là extreme small đó các bạn, là cực nhỏ ha, nó là gọi là những cái thiết bị nhỏ đó. Thì gồm những thiết bị thông thường nó là phone đó các bạn ha, những thiết bị là thiết bị di động ha. Cái class này là class xài như thế nào thì tôi sẽ cho các bạn cứ nhớ là gì? Extreme small là cực nhỏ, thì chúng ta xài cái gọi là những cái gì mà chúng ta chạy trên iPhone, chúng ta chạy trên phone, chúng ta muốn gọi là một cái giao diện trên phone nó như thế này thì chúng ta xài cái class này ha. Còn này là small là trên các thiết bị máy tính bảng ha, small là trên các thiết bị máy tính bảng. Này là medium là trên màn hình desktop, còn large là trên cái màn hình là các bạn, large là trên cái màn hình là desktop có kích thước lớn hơn. Thì lớn như thế nào lát chúng ta sẽ đi tiếp nha. Các bạn nhớ là Bootstrap chúng ta có bốn class tương ứng với lại các cái thiết bị, độ rộng của các thiết bị các bạn ha, độ rộng hay là độ phân giải màn hình đó các bạn là bao nhiêu pixel đó. Ví dụ đây là cái độ rộng này các bạn ha, đây là độ rộng đó. Thì căn cứ theo từng thiết bị, ví dụ như là phone thì chúng ta xài cái class này, nếu là máy tính bảng thì chúng ta xài small, và máy tính màn hình desktop thì chúng ta xài medium, và màn hình lớn hơn, lớn nhất á, những màn hình lớn thì chúng ta xài large ha, large để chúng ta xài những cái class đó. Rồi chúng ta đi thêm để chúng ta hiểu rõ hơn ha. Đây, các bạn chú ý ha, cái cách chia nó như thế này, đây là một cái cú pháp của nó ha, cái cú pháp của nó. Đây cái cách chia ha. Các bạn thấy luôn luôn nhớ tôi nói các bạn là khi mà chúng ta xài Bootstrap buộc chúng ta phải có một cái thẻ deep ở bên ngoài cùng, phải có cái thẻ deep đó. Thì thẻ deep đó là gì các bạn, là hoặc là cái class của nó là container, là có cái box ha, nó có cái box ở bên trong, hoặc là chúng ta container plus thì nó full toàn màn hình được chưa nào. Rồi đây là cái cách chia. Sau đó các bạn sẽ thấy là chúng ta có nhiều dòng đúng không nào, là chúng ta phải xài những cái class bằng row là chúng ta định nghĩa các cái dòng các bạn ha, chúng ta phải có những row đó. Rồi trong row bây giờ chúng ta mới định nghĩa những cái column, mà chúng ta mới định nghĩa những cái column, các bạn nhớ nha, theo đúng thứ tự. Thứ nhất là deep container, thứ hai là chúng ta có những cái row, đây là một cái row, đây là một cái row, đây là một cái row, là chúng ta có thể có nhiều cái row trong giao diện của chúng ta. Rồi căn cứ theo từng cái row thì chúng ta có nhiều cái column. Thì tùy theo mỗi cái độ rộng thiết bị mà chúng ta điền vào đây cho nó đúng ha. Các bạn thấy cái hai cái dấu sao đây ha. Còn cái chữ column này lúc nào cũng vậy ha, column hết. Nhưng chỗ này chúng ta có hai dấu sao là hai cái cần phải điền. Thì các bạn điền cái chữ chỗ này các bạn, đây chúng ta qua lại
các bạn điền cái chữ XS đó các bạn. Đây, đợi tí ha. Nó đây. Đây, nhiều row đây ha, 1 row, 2 row, 3 row, 4 row, ví dụ đó là row. Rồi sau đó các bạn thấy hai dấu sao thì cái dấu sao đầu tiên chính là cái chữ, mấy cái chữ này nè các bạn, mấy cái chữ này ha. Tương ứng chúng ta muốn thiết kế đối với cái màn hình desktop thì chúng ta muốn kiểu gì đó thì chúng ta ghi vào medium. Nếu như màn hình là máy tính bảng thì chúng ta ghi là small, ghi chuẩn từ SM. Và cái dấu sao tiếp theo là những con số này nè các bạn, là những con số này chúng ta muốn chia. Ví dụ chúng ta chia chỗ này là trên cái màn hình là thì máy tính bảng chẳng hạn thì chúng ta ghi là SM4, là lập tức là nó hiểu là gồm 4 cột. SM4 gồm 4 cột, SM4 là nó cũng gồm 4 cột lại. À, thì cho nên các bạn thấy hai dấu sao á. Cái dấu sao thứ nhất chính là những cái class này, những class này. Cái dấu sao thứ hai là số column, là số column mà chúng ta cần phải thực hiện layout. Ví dụ chỗ này thì tôi có là XS4 này, XS8 mà chúng ta chia 48. XS6 và XS6 thì chúng ta XS là ở màn hình phone 66, hoặc là SM12 chẳng hạn thì chúng ta chia là gì các bạn, trên màn hình máy tính bảng nó là 912 cột luôn. Được chưa nào? Thì chúng ta xem lại cái cú pháp của nó. À, xem cú pháp của nó. Luôn luôn có container hay là container plus. Rồi, tiếp theo là đến cái row, phải có cái row ha, chúng ta phải có những cái dòng. Trong cái dòng chúng ta mới có cột ha các bạn, cột. Thì cái cột nó có hai cái điền. Nếu chúng ta muốn dàn cột trên máy tính bảng thì chúng ta ghi là gì các bạn? SM đúng không nào, small. Rồi chúng ta ghi chỗ này là gì các bạn? SM bao nhiêu? 4 5 6 7 8 10 11 12, đúng đến 12 thôi, 1 đến 12. À, tương tự thằng này chúng ta cũng điền ví dụ là 48 chẳng hạn, hay là 66 chẳng hạn. Đó thì cứ như vậy các bạn điền, các bạn có bao nhiêu column thì chúng ta điền vào cho đúng. Ví dụ chỗ này trong cái row của chúng ta, trong một cái hàng này chúng ta chia 3 column thì mỗi column là gì các bạn, 12 chia cho 3 là 4 đúng không nào? Thì chúng ta giả sử trên màn hình là màn hình máy tính bảng là chúng ta là SM4, SM4, SM4 đúng không nào, là chúng ta chia ra 3 cái cột của một cái hàng đó. Đúng không nào? Thì đây là cú pháp tổng quát khi chúng ta xài Rig ha, xài Rig trong Bootstrap. Rồi. Thì chúng ta bây giờ chúng ta demo ha, sử dụng cái chia lưới cho những thiết bị có kích thước màn hình nhỏ, có nghĩa là chúng ta xài cái small đó các bạn. Thì nó định nghĩa cái small hay là class là SM đối với những thiết bị có cái độ phân giải hay là cái độ width này nè, cái độ width của màn hình này các bạn là bé hơn 991 pixel, bé hơn 991 pixel thì chúng ta apply cái class đó ha. Và các bạn thấy nó sử dụng cái class này .column các bạn ha. Và chữ SM là cho các thiết bị là có màn hình là có độ rộng, có độ phân giải là bé hơn 991 pixel. Các bạn nhớ độ phân giải màn hình ha, cái chữ width này các bạn, nhỏ hơn 991 thì chúng ta xài là column SM. Và đây là những con số các bạn tự chia column và các bạn điền vào đây. Được chưa nào? Thì tôi sẽ demo trực tiếp cho các bạn thấy cái phần này ha. Demo đây. Đây. Rồi, demo này. Thì các bạn nhớ, luôn luôn nhớ cho tôi rằng là phải có cái doc file nè, HTML5. Được chưa nào? Doc file HTML5. Rồi chúng ta phải có cái meta nè, chúng ta buộc phải có meta viewport để chúng ta ưu tiên cái device và chúng ta quyết định là cái độ rộng nó phụ thuộc vào cái độ rộng, nó phụ thuộc vào độ rộng của thiết bị ha. Và chúng ta không có zoom gì cả, bằng 1. Sau đó chúng ta có cái bootstrap CSS, chúng ta có jQuery và đến cái bootstrap của nó chúng ta đều xài từ CDN tất cả. Và ưu thế CDN gì thì tôi đã nói trình bày các bạn rồi. Thì trong cái ví dụ này tôi sẽ demo lần được các bạn là container float và không có float ha. Container float và không có float. Thì các bạn thấy nè, tôi demo chia cái này thành 50-50 các bạn ha, 50-50 thì rõ ràng là 12. 12 chia 50-50 nghĩa là 66 đúng không các bạn? 66 thì các bạn đơn giản định nghĩa là gì? Một cái row có là class bằng role và chúng ta đóng role lại. Trong cái role thì rõ ràng là việc bạn 50-50 có nghĩa là hai cột đúng không nào? Chúng ta có hai cột. Và cái class của chúng ta định nghĩa đối với màn hình là thiết bị nhỏ thì chúng ta chia small bằng là gì các bạn? Small là 6, nên là small và chúng ta chia là 66. Đúng không nào? Rồi chúng ta thử chạy cái này nó xem như thế nào các bạn ha. Open with. Rồi chúng ta chạy lên. Đó các bạn thấy nè, trên cái màn hình nhỏ của chúng ta, màn hình có kích thước nhỏ đó ha. Đó, thì nó sẽ chia về các bạn 50-50, bên này 6, bên này 6 cột. Được chưa nào? Khi mà các bạn kéo lại thì lập tức thì nó biến thành điện bản. Lại tôi kéo cái màn hình. Đó, đây, kéo màn hình lại thì khi mà nó đến cái thiết bị gọi là nó nhỏ, nó không còn phải là gì các bạn? Nó thường nó là gì các bạn? Cái giới hạn của cái small này là 761 các bạn ha. Nhỏ hơn 761 thì lập tức nó biến thành một dòng rồi các bạn đó. Các bạn thấy nè, đây là 761 ha. Kích thước của thằng small này nè là từ 761 đến 991 các bạn ha. Từ 761, nhớ các bạn nhớ là 761. Nếu như mà nó bé hơn 761 thì lập tức nó biến thành là extreme small đó các bạn, là những thiết bị trên di động thì lúc đó nó chỉ biến thành một dòng. Còn nếu như nó đủ cái 761 và nó bé hơn 992 thì là nó biến thành cái hàng này. Và các bạn có thấy là tôi xài container bằng float cho nên nó full cả hai màn hình đó các bạn, nó full ra ngoài, nó full ra đúng không nè, đúng không nè. Rồi bây giờ chúng ta giả sử chúng ta sửa nó đi, chúng ta sửa không phải float mà chúng ta xóa nó đúng không nè.
Rồi chúng ta lưu lại. Chúng ta chạy coi. Chúng ta chạy. Đó các bạn thấy nè, đó nó chừa hai bên đúng không nè? Vì container mà container nó chừa hai bên cho chúng ta. À nó chừa hai bên được chưa nào? Rồi bây giờ tôi demo cái small này cho các bạn thấy là chúng ta chia ra ba chúng ta chia ra ba phần, ba cái box này. À chúng ta chia ra ba cái box. Thì các bạn sẽ thấy nó như thế nào? Ba box thì có phải là 12 chia cho 3 là 4 đúng không các bạn? Bốn cái column thì chúng ta đơn giản là chúng ta bốn là chúng ta có ba cột thì tôi thêm một cột nữa các bạn ha. Ctrl C, Ctrl V. Tôi đổ cái màu này là màu green cho các bạn dễ nó phân biệt nha. Green. À. Rồi, thì chúng ta chia ra ba thì là 444 đúng không nào? Chúng ta điền vào 444 thôi. Được chưa? Chúng ta lưu lại. Rồi chúng ta chạy coi. Lúc này nó sẽ 444. Đó các bạn có thấy ha, nó chia ra 444 ha. Hoặc là giờ bây giờ tôi chia 48 cho các bạn thấy ha. 48 cho các bạn sẽ thấy. 48 thì chúng ta chỉ có hai cột thôi đúng không nào? Hai cột thì chúng ta xóa bước đi một cột. Ctrl X để xóa nó. 48 hoặc là 84 chẳng hạn. Này 8, này 4. Đó thì tùy ha, tùy các bạn muốn chia nhiều chia. Tùy theo cái web của chúng ta đó. Này là bên này 8, bên này 4 đó các bạn ha. Đó, cực kỳ dễ đúng không các bạn ha. Dễ và rất là hay ha, Bootstrap rất là hay. Thì các bạn thấy đó là gì, là chúng ta chia ha, chia thì và chúng ta chia ở cái thiết bị là lớn hơn 761 nhưng bé hơn 992 thì chúng ta chia là column small đúng không nào, và cái số thì tùy thì các bạn bao nhiêu thì chúng ta gom cột lại chúng ta chia ra, và cái này nó chia thì nó phải phụ thuộc vào cái gì các bạn, cái số cột mà chính là cái thẻ deep này đây. À chúng ta chia thẻ deep này, hoặc là bây giờ chúng ta chia đến bốn cột, bốn cột thì chúng ta copy chúng ta dán bốn cột, bốn cột đúng không nào, 4 12 chia 4 là bằng 3 đúng không nào, 3 miễn sao là tổng là bằng 12 các bạn ha, 333. Được chưa nào, chúng ta màu chúng ta sửa cái màu lại để chúng ta phân biệt nha, bởi vì nó dính với nhau đó. Yellow. Rồi, chúng ta chạy coi. Chạy. Đó các bạn thấy nè, 4 luôn nè, 4. À 4 cột và mỗi cột là có 3, à nó gồm là 3. Được chưa nào? Thì các bạn thấy nó rất là hay ha, rất là hay. Nó tự động rộng ra này các bạn ha, khi màn hình lớn thì tự động nó rộng ra, khi màn hình nhỏ thì tự động nó xuống ha, tự động nó biến thành một cột hết. Đó nó biến xuống tự động, trên di động tự động nó xuống các bạn ha, còn trên này tự động nó nhảy ra ha. Bootstrap rất là hay đúng không nào. Thì đó là tôi demo cho các bạn đối với cái thiết bị là gì các bạn, sử dụng cái lưới bán hàng 991, bán hàng 991 là lớn hơn 761 các bạn ha, nhớ cái điều đó, tôi không ghi chỗ này. Và cái class của chúng ta là như vậy, column small là chúng ta đưa truyền vào cái số cột của chúng ta ha. Rồi tiếp theo thì tôi demo cho các bạn là chúng ta chia lưới có thiết bị có kích thước màn hình ha, từ 992 đến 1002, từ 992 đến 1002 thì chúng ta sử dụng cái column và medium. Bây giờ hồi nãy không phải là small nữa mà là medium và sau đó cái dấu sao. Được chưa nào? Medium. Rồi bây giờ tôi kết hợp hai thằng này. Đối với thiết bị nhỏ hơn thì nó sẽ là như thế này. Thì đây là một cách kết hợp, các bạn thay xem đây. À, chúng ta có bốn cột chẳng hạn. Thôi bây giờ chúng ta xóa bớt đi. À, chúng ta xóa bớt. À, chúng ta chỉ có hai cái thôi. Được chưa nào? Chúng ta có hai cột. Thì hai cột rõ ràng là gì các bạn? Tôi muốn là 60. Này là 66. À tôi muốn là 66, mặc định tôi muốn hai cái này là 66 đi ha. Rồi, trên những cái thiết bị gọi là medium thì chúng ta thêm vào cho nó là gì các bạn? Chúng ta sẽ thêm một cái class vào. Rồi, thêm vào là giữa bạn column chấm gì các bạn medium, và gì các bạn? Giả sử trên màn hình lớn thì chúng ta muốn thằng này 4. À trên màn hình lớn nha các bạn, chúng ta muốn 4 thì 4 thì thằng này còn lại mấy các bạn? 8 đúng không nè. 8. À 8. À, các bạn thấy nè, một sự khác biệt nha. Đây là tôi kết hợp. Nếu như màn hình nhỏ hơn 992, 991 thì nó sẽ chia là 66. Nếu như màn hình lớn hơn 991 thì nó chia là 48. À, các bạn nhìn đây. 48 nó chia sao nha. Chạy. Rồi, chúng ta kéo gọi đó, các bạn thấy nè, 48. Màn hình bây giờ các bạn thấy là gì? Lớn hơn gì các bạn? Lớn hơn mà lớn hơn 992 thì nó là 48, nhưng mà nó nhỏ hơn tí là nó biến thành là 66 này các bạn. Đó, nó biến thành là 66. À, thì chúng ta có quyền quyết định tại chỗ này. Có nghĩa là nếu chúng ta muốn trên máy tính bảng, nếu máy tính bảng của chúng ta muốn là nó hiển thị bên này nó đều nhau chẳng hạn, nhưng mà trên desktop chúng ta muốn lệch nhau, thì các bạn kết hợp hai cái class này lại với nhau. Kết hợp lại nha các bạn, chúng ta kết hợp lại. Đây là một sự kết hợp của những cái class tương ứng cho những kích thước màn hình khác nhau. Nếu trên màn hình small thì là tôi chia là 66, trên màn hình gì các bạn lớn hơn tôi chia là 44, hoặc tôi chia là gì các bạn 84 đi chẳng hạn. 84 thì chúng ta cứ như vậy mà chúng ta sẽ chia cho nó tương ứng các bạn ha, chúng ta chia cho tương ứng. Được chưa nào? Rồi thì đó tôi demo là gì các bạn, tôi kết hợp ha. Còn trong trường hợp tôi không kết hợp thì các bạn thấy như thế này, tôi xóa cái thằng này đi. Tôi xài một cái class đó thôi.
Tôi không muốn kết hợp, có nghĩa là lúc này các bạn sẽ thấy nó như thế nào nha. Tôi xóa thôi, rồi tôi chỉ xài một cái đó, tôi không muốn kết hợp. Hồi nãy là kết hợp đúng không nào? Kết hợp có nghĩa là gì? Trên màn hình lớn thì hiển thị kiểu khác, trên màn hình nhỏ hơn thì tôi hiển thị kiểu khác. Đó là một sự kết hợp, các bạn có thể làm giống như tôi hồi nãy ấy. Còn chỗ này chúng tôi không kết hợp, các bạn thấy đây, nếu chúng ta không kết hợp thì những cái nhỏ hơn, có nghĩa là nhỏ hơn nó, có nghĩa là thằng small này, thằng x small, nó biến thành tự động, nó biến thành một dòng, nó biến thành một cột chứ, nó biến thành một cột duy nhất. Còn nếu như nó đủ lớn thì nó sẽ biến thành là đúng cái chúng ta cần, đúng cái chúng ta cần đây, 8484. Nếu như mà nó nhỏ hơn thì các bạn nhỏ hơn cái chiều quy định, nhỏ hơn cái độ đoạn, nhỏ hơn 992 này, nó nhỏ hơn 992 thì lập tức nó biến thành một gì các bạn, nó biến thành của chúng ta là thành một, thành có một một rô duy nhất đó, nó biến thành một một rô thôi, tự động nó làm việc đó luôn. Nếu nó nhỏ hơn là biến thành một rô, cho nên cho tùy tùy theo cái trường hợp các bạn có thể biến là tôi muốn là cái màn hình lớn thì nó là như vậy, nhưng tôi muốn đi máy tính bảng nó vẫn còn là như các bạn, là nó không có, nó biến thành một dòng như thế này thì nó hơi phí, thì tôi điều khiển bằng cách là tôi kết hợp như như khi nãy tôi đã làm ha. Chúng ta kết hợp chỗ này ha, column gì các bạn, small đúng không nào, và 6 ha. Chúng ta muốn kết hợp trên cái máy tính bảng của chúng ta là như vậy đó, chúng ta muốn máy tính bảng thì nó là 66 chứ không phải là nó biến thành có 12, biến thành 12 là có một cột đó, một cột đó các bạn. Đó các bạn thấy là 66 nó đều đúng không nè, đó rộng ra thì nó 86 đó, 8466 được chưa nào. Đó cái này các bạn chú ý ha, chúng ta được phép kết hợp, và chúng ta cũng nhớ rằng khi kết hợp thì nó sẽ tương ứng với kích thước màn hình nào thì nó lấy cái đó. Còn nếu chúng ta không kết hợp thì nó những cái thằng nhỏ hơn, những cái màn hình nhỏ hơn nó biến thành có một cột thôi các bạn ha, biến thành một cột duy nhất. Đó là chúng ta xài cái medium đúng không nào. Rồi chúng ta đi tiếp thì chúng ta sẽ xài cái lớn hơn 1002. Đối với những thiết bị lớn hơn 1002 thì chúng ta sẽ là column blast ha, Lasker. Rồi column Lasker. Đây, column Last. Bây giờ tôi muốn kết hợp luôn, đúng không nào? Trên cái column Last thì column, rồi Last thì tôi muốn nó là, thay vì 8 tôi muốn 10 đi, tôi muốn 10. Và thằng này tôi muốn 2. Column Last 2, bởi vì 12 chúng ta chia làm 2 cột thì nó là 12. Bây giờ các bạn chạy xem nó như thế nào. Xem đây, nó vẫn là trong cái màn hình 991 đúng không nào, lớn hơn tỷ. Đó, 8 đúng không nào, bây giờ tôi lớn hơn nữa nè các bạn. Cái này nó không đủ lớn, cái bởi vì nó chiếm cái thằng này các bạn, tôi full ra coi. Đó, các bạn thấy nè, khi tôi full ra thì lúc này là 12 đúng không nào. Hoặc là chúng ta có thể đảo ngược tình thế chỗ này, đảo ngược chỗ này chúng ta thành 20 đi ha, 20 các bạn thấy nó rõ hơn. Đối với những thiết bị nó lớn hơn 1002, lớn hơn một ngày, đây nó lớn hơn 1002 các bạn, độ phân giải của tôi lớn hơn 1002, các bạn thấy biến thành đó, nó 12 đúng không, nó bên này là 2, bên này là 10. Nhưng mà khi tôi nhỏ lại nè, nhỏ lại đó, nó biến thành là gì các bạn, nó biến nó khác liền thấy không nào, đúng không đó, các bạn thấy ha. Đây là màn hình lớn nhất nè, lớn hơn 1002, xong rồi nhỏ hơn 1002 nhưng mà lớn hơn 991. Bây giờ xuống 991 chúng ta kéo lại 991 đó, 991 thì nó biến thành là 66. Bây giờ chúng ta kéo nhỏ hơn 9, nhỏ hơn 761 nữa thì nó biến là một dòng, một cột, nó biến thành một cột duy nhất đúng không nào. Đó là sự kết hợp các bạn ha. Nha, thì các bạn chú ý cho tôi rằng là khi chúng ta xài Bootstrap, chúng ta theo những cú pháp cực kỳ đơn giản sau đây, có chữ column, luôn luôn nhớ cho tôi có chữ column, sau đó tùy theo thiết bị, ví dụ small, medium và last. Small thì là gì các bạn, 761 đến gì các bạn, đến 99991. Nếu 761 thì nó là kích thước của di động, di động thì lúc đó là chúng ta xài extreme small mà chúng ta thông thường không làm đó, chúng ta làm từ small trở đi. Nếu như mà là gì các bạn, medium thì nó là trên kích thước từ 992 cho đến 1190 mấy đó, 92 1190 mấy đó ha, và cái last này là từ 1200 trở lên. Thì các bạn có thể có một sự kết hợp của những cái gì các bạn, những cái class này để tương ứng với các thiết bị chúng ta điều chỉnh, là chúng ta muốn đi thiết bị lớn nó sẽ chia cột như thế này, thiết bị nhỏ hơn nó sẽ chia cột như thế này, và thiết bị nhỏ nhất thì nó sẽ chia cột như thế này, được chưa nào. Còn nếu như các bạn không muốn điều đó thì các bạn chỉ xài một cái thằng thôi, thì như tôi nói, những thằng nhỏ hơn nó sẽ biến thành một cột nha các bạn. Đây, ví dụ như cái thằng này, tôi xài cái last không thôi, tôi xài cái last không thôi, thì lúc này các bạn sẽ thấy là nó biến, những thằng nhỏ hơn biến thành một cột cho các bạn thấy. Chạy nè, đó, nó hai, nhưng mà thằng nhỏ hơn này, đó, nó biến liền luôn đúng không nào, thành một cột duy nhất. Đó, tự động nó biến thành một cột. Được chưa? Cho nên, đôi lúc chúng ta buộc phải kết hợp lại các bạn ha, chúng ta buộc phải kết hợp những cái đó. Thì một trong những cái lớp hay xài là chúng ta xài cái thằng small này ha, là lớp hay xài nhất các bạn, lớp small. Đó, small là một trong những cái lớp chúng ta được xài nhiều nhất ha, được xài nhiều nhất. Rồi,
Thì tôi nhắc lại, để chúng ta sử dụng cái lưới 12 cột thì giữa designer, anh thiết kế, anh phải đều đúng chuẩn cho tôi là 12 cột. Và những khu vực nào hay là những cái bóc nào, ví dụ như những cái bóc sau đây, đây, những cái bóc này thì anh phải cho tôi là bao nhiêu cột, bóc này bao nhiêu cột, còn lại bóc này bao nhiêu cột. Ví dụ như thằng này chúng ta có thể là 3 cột, này là 3 cột nữa, còn thằng này chỉ 1 cột, đúng không nào? 3 với 3 là 6, cột này nữa là 7, thì thằng này là, quên này, cái này là chúng ta có mấy bạn chúng ta là 4 đúng không? 4, 4, 8, 8, 1, 9, còn thằng này là 3 cột, đúng không nào? 3 cột trong 12 cột, để chúng ta gom lại đó các bạn. Ha. Tương ứng đó các bạn thấy nó phải đi đúng, đi đúng cái số cột của nó. Đây, thằng này thì đã giả sử là chúng ta là 66 này, chúng ta đang là 66, còn cái thằng này là 12 luôn, full luôn đúng không? Là 12. Tương tự thằng trên này cũng là 12. Được chưa nào? Thì đó là cái cách mà chúng ta xài cái grid trong cái Bootstrap các bạn ha. Các bạn chú ý cho tôi. Ha, các bạn chú ý cho tôi luôn luôn có container hay là container float. Rồi luôn luôn có cái row. Ha, cái row, trong cái row đó thì một trong một dòng chúng ta có bao nhiêu cột. Ha, tương ứng bao nhiêu cột. Rồi chúng ta cũng có thể xài một cái này thôi, hoặc là chúng ta có thể kết hợp với, để cho tùy theo cái độ rộng của cái thiết bị bao nhiêu thì chúng ta sẽ thiết lập tương ứng và tương ứng những cái column của chúng ta. Thì cái bài review như vậy là đã kết thúc rồi. Trong những cái bài liên quan đến những cái ví dụ Bootstrap thì các bạn sẽ gặp lại cái cách hệ thống chia review này trong những ví dụ đó. Thì tôi hy vọng là qua bài này các bạn nắm rõ đến cái rig Bootstrap và có thể áp dụng vào những cái ví dụ, thì chúng ta có thể làm trong vài cái ví dụ thì chúng ta cũng đã rành rồi. Rồi, xin chào các bạn.